tới rồi, tới địa điểm rồi. Em đang hẹn với mấy tình yêu, tình yêu mua trứng. Tới rồi, chắc này mình đi tới Garden rồi quý vị ơi, mình đi giao nè. Trứng đây, trứng đây, trứng ông đây. Hai ông một trứng. Cô hai ông tặng một trứng, tính tiền 39 đồng. Đang hẹn đi. Đây lần đầu tiên chở trứng lên ga lên này, hy vọng là trên này có cái mối để mai mốt mình chở lên rồi bỏ trên này thôi, chứ mình không có lên thường xuyên đâu anh chị. Rồi quý vị vô nhớ ủng hộ nghe không? Trứng mật ong gọi là fresh á, farm của Texas. Organic. Với cái hương vị này của cái họ nói uống cái này nó chống allergy hay sao đó mình cũng không rành, nhưng mà thật sự cái hoa của nó là ở local mình. Mình thử nếu mà ai thích uống loại của local của mình thì uống ở đây, còn ở Costco người ta bán ở Brazil hay là ở nước nào không quý vị ơi. Mà nó không có cái mùi thơm đó. Còn trứng này bảo đảm quý vị luôn ăn đi. Không ngon không lấy tiền. Giờ đang ngồi hẹn khách đi. Chắc giờ tới 7 giờ giỏi lắm được chụp người. Ngồi nói trời chứ người ta ra đó. Để báo cho người ta biết là mình tới rồi. Ok, tí nữa là quay thêm. Khách tới rồi quay cho vui. Giá thùng này còn 3 dĩa, lấy nguyên thùng luôn. Trứng 327, trứng đây, trứng đây. Có lấy mật ong luôn không? Ông mới mua hả? Dạ, thùng luôn. Em cần nhắn anh. Sure, có cần nhắn nghe không? Thank you. Gửi nè. 9327, không lấy ông mới lấy ông rồi. Đi lấy hàng hả gì vậy? Mật ong với trứng nè, hồi nãy có khách tới lấy rồi mà ông ta mới mua. Một bao vậy là 2 pound nha quý vị. Nay mai có label dán đây, nhưng mà cái này bảo đảm farm organic. Không có hết bệnh không lấy tiền đâu, bệnh đói á. Đang đợi. 3.15 là nhiêu? Đang tính tiền. 45. Hả? 45. Hơi tính em chỉ gì à. Mới vào tiền mẻ đâu rồi, lại nhớ có mà 5 đồng. Trời. Tỉnh thoảng mới chạy lên trên này chứ đúng là ở dưới Argentina đó. Yeah. Ok, cảm ơn. Trên đường đi giao trứng nè anh em ơi, trứng mật ong. Cũng còn một mối nữa,
thì dòng mối này thì mối quen rồi, mối này giao giờ nào cũng được, nhưng mà phải giao giờ tối nay cho sáng mai ta kịp, ta ăn sáng mà mình lo lắm, không có trứng ta ăn cholesterol nó xuống là mệt à. Giao cho kịp là ngang uống cholesterol này, uống thuốc. Nói chứ đây cũng trên đường đi giao đi, hôm nay xong rồi đó, nhiệm vụ ngày thứ bảy xong rồi, giờ về tối nay phải làm gì làm, phải trồng bốn cái quýt, một cái cam, chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai chương trình thời phát biểu cũng đầy luôn rồi. Okay, vậy là coi như hẹn là quý vị lên kế tiếp đó, tiếp tục đón xem nha. Quý vị nhớ đăng ký like share ủng hộ, thank you very much. Mình chạy 100 rồi, có người chạy thêm 100 nữa kìa, ghê quá. Mình chạy 100 mau rồi, có người chạy 200 mau, hiện 120 mau rồi, giờ này mình chạy 100 mau một giờ, có nghĩa là gần 200 cây số một giờ, và người ta qua mặt mình giống như là tranh thủ về ăn cơm mà nói bụng mấy.